Xin chào tất cả các anh chị em, xin chào ban tổ chức cuộc thi Võ Lâm 102 do Vinagame tổ chức. Mình xin phép trả lời ba câu hỏi mà chương trình đưa ra. Thì câu thứ nhất đó chính là điều gì làm hình thành nên quán quân của cuộc thi Võ Lâm 102? Thì đối với mình đó chính là việc truyền cảm hứng cho tất cả những người chơi, và đặc biệt là những anh chị em đang chơi tại server của mình. Và đặc biệt hơn nữa là chính là những anh chị em trong ban hội. Thì thực sự thì mình đến với game này là do có những người bạn, những anh em đồng hương của mình rủ mình chơi. Nhưng mà cũng rất may mắn khi đã được gặp những anh chị em từ các tỉnh thành khác, và đã hội tụ về một ban để tạo nên một tập thể gắn kết giống như một gia đình. Thì riêng bản thân mình thì mình luôn biết cách truyền cảm hứng cho những anh em đang chơi trong ban, ví dụ như là động viên, khích lệ, hoặc là tổ chức những event cho anh em để tiếp tục gắn bó với trò chơi lâu hơn. Thì câu thứ hai đó chính là một ngày nếu mà mình làm sơ tâm thì mình sẽ làm những gì? Theo mình thì nếu một ngày mình làm sơ tâm thì chắc chắn là mình cũng sẽ truyền cảm hứng, truyền động lực cho những anh em khác, để có những mình chia sẻ cho anh em biết được những mẹo hay trong trò chơi, hoặc là những kinh nghiệm mà mình biết được, để anh em tiếp tục gắn bó với game lâu hơn. Câu hỏi thứ ba đó chính là kể về lần chơi ngu nhất của mình á, thì thực sự là mình có rất nhiều lần chơi ngu, nhưng mà cái lần chơi ngu gần đây nhất của mình đó chính là việc mình có một cái yếu quyết tuyệt, nhưng mà mình lại gắn vào trong cái khe của cái yếu quyết, cho nên là mình không thể nào lên bậc được cái bí kíp mà để có hình ngôi sao mà mình mong muốn được, cho nên là mình thấy rất tiếc nuối điều đó. Và đối với mình thì đó chính là một cái, mình cảm nhận đó là một cái chơi ngu của mình. Thì cuối cùng thì mình cũng xin chúc cho cuộc thi được thành công tốt đẹp, và riêng đội ngũ phát triển game thì mình chúc cho anh em có thêm thật nhiều ý tưởng và có thật nhiều sức khỏe trong công việc. Xin mình xin hết.